Phương Thúy xin kính chào quý vị khán thính giả của truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, năm nay tại thành phố San Jose rất là lạnh quý vị. Những người vô gia cư không nhà, không chỗ ở rất là bị lạnh. Cho nên hội Bồ Từ Tâm Charity đã phát tâm để mà phát cho những gia đình này, những người này có những cái áo, những tấm mền để mà sưởi ấm vào mùa đông năm nay. Phương Thúy xin kính mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau đây. Chúc lành cho tụi em nhé. Bye bye. Có cái mền ấm lắm, đỡ rung hay cái chừng. Dạ, cảm ơn. Mẹ bác ăn ngon không? Ngon lắm. Kính thưa quý vị, bên cạnh Thúy là các anh chị em trong nhóm Bồ Từ Tâm. Phương Thúy xin kính chào chị. Chào Phương Thúy quý danh được không? Dạ, em tên là Liễu Từ. Dạ, đây là Quảng Hoa. Santa Claus. Dạ, em là Hành Tôn. Tuấn Nguyễn gì? Thì hôm nay cả hội Bồ Từ Tâm có một cái chương trình rất là ý nghĩa là phát quà cho những gia đình vô gia cư. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, em cũng đại diện cho nhóm thì kính trước hết kính chúc quý vị khán giả và toàn thể cả nhà mình một mùa Noel thật đầy an lành và ý nghĩa, một năm mới thật an lành. Mình cũng rất là vui là thấy bà con vui vẻ và mình muốn giúp một chút gì đó cho cộng đồng chứ không có cái gì lớn lao hết. Dạ em cảm ơn chị, cảm ơn bà con. Thì ông Santa Claus năm nay đến với San Jose thì có những lời nhắn gửi gì đến quý đồng hương? Thì trước nhất là mình muốn chúc cộng đồng Việt Nam mình a happy holidays and what Santa Claus want the most is peace on earth, and we appreciate Tư Văn Liễu to be here to help out the homeless here at St. James. Và ông Santa Claus năm mà chưa có thể gửi lời chúc đến các em. Dạ, cũng nhân mùa Giáng sinh, Santa xin chúc cho tất cả mọi người được an bình và hy vọng mọi người được có một mùa Giáng sinh ấm cúng bên gia đình. Thì những người không có gia đình thì cũng có bạn bè thân thuộc để chia sẻ cái niềm vui. Thúy và Thái Phạm từ trên San Jose xin kính chào tạm biệt quý vị.